Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được khen có chemistry tràn màn hình ở hậu trường Diệu Phượng Hành. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến nhiều dân tình mê mệt vì quá tình tứ ở hậu trường. Sau thành công của Sự Kiều Truyện năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lần nữa tái hợp ở Diệu Phượng Hành. Ngay từ khi công bố những tạo hình đầu tiên, cặp đôi đã khiến dân tình đứng ngồi không yên. Có Sự Kiều Truyện làm chỗ dựa, nhiều khán giả cho rằng chắc chắn Diệu Phượng Hành sẽ là tác phẩm bạo tiếp theo của cặp bồ Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Mới đây, một hình ảnh chụp chung của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân ở hậu trường phim Diệu Phượng Hành đã được đăng tải. Trong ảnh, cặp đôi có tạo hình đơn giản với trang phục màu xanh nhạt, đặc biệt khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh nở nụ cười rạng rỡ để Lâm Canh Tân chụp ảnh đã khiến bao khán giả phải gục ngã vì quá tình tứ. Trên thực tế, kể từ sau Sự Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Không những vậy, nàng tiểu hoa 85 cũng chính là người đã giới thiệu để Lâm Canh Tân trở thành nam chính của Diệu Phượng Hành. Tình bạn của cặp đôi đã khiến bao fan cấp bồ được fan ấm lòng. Về mối quan hệ thân thiết, lại thêm từng phối hợp cực ăn ý ở Sự Kiều Truyện, đại đa số khán giả đều cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ cực đẹp đôi ở Diệu Phượng Hành. Ngay trong những hình ảnh hậu trường được đăng tải, cặp đôi này đã khiến nhiều lần khiến khán giả đứng ngồi không yên vì những màn tiếp xúc hài hước, vui vẻ. Nội dung Diệu Phượng Hành xoay quanh nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi đào hôn, xuống trần gian, cô gặp nạn và được hành chị thần quân Lâm Canh Tân cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu hành chị. Tuy nhiên, Thẩm Ly phát hiện, hành chị chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt cho mình. Đây cũng là lúc mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương và có cả hạnh phúc giữa hai nhân vật bắt đầu. Khán giả hiện đang vô cùng mong đợi Diệu Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đồng chiến sớm lên sóng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.